Những hình ảnh trong máy bay Singapore gặp nhiễu động. Chiếc Boeing 777-300 ở số hiệu SQ321 của Singapore Airlines chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn ngày 21 tháng 5 khi đang trong hành trình từ Anh đến Singapore. Tổ lái phải chuyển hướng đến Bangkok, Thái Lan và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi vì gặp nhiễu động nghiêm trọng trên lưu vực sông Irrawaddy của Myanmar. Singapore Airlines thông báo 30 người bị thương, một nam công dân Anh 73 tuổi tử vong trong khi bệnh viện Samitivay của Thái Lan nói rằng họ đang điều trị cho 71 người, trong đó 6 người bị thương nặng, hầu hết bị thương ở đầu. Theo Zafran Azmir, máy bay đột nhiên rung lắc rồi một cú hẫng mạnh xảy ra khiến những người không thắt dây an toàn bị hất tung lên. Một số đập đầu vào khoang hành lý, chỗ lắp đèn và khoang chứa mặt nạ dưỡng khí. Nhiều người ngã xuống sàn, điện thoại bay khỏi tay tôi và văng sang một bên, dây của mọi người văng tung tóe. anh mô tả. Sự việc xảy ra khi tổ bay đang phục vụ bữa ăn ông Kitty Kachon cho biết nhiều thành viên phi hành đoàn bị thương. Thiết bị gắn trên tấm trần bị thõng xuống, bình nước, chai lọ rơi vương vãi trong khu vực của tiếp viên. Azmir cho biết khi máy bay dừng trên đường băng, các y tá và nhân viên cứu hộ đã vào trong để kiểm tra người bị thương. Tôi nghĩ họ không lường trước được tình hình tệ đến mức nào, anh nói. <laughs>